Trai tôi hơi ngon rồi nha, đẹp trai à. Dạ, dạ trai. Dạ, chào chị. Trời ơi, em ơi, ngon lắm. Được á. Được, rồi, cao biết nhiêu nhưng mà thấy ngon. Em cũng thích làm nũng người yêu nữa. Cho nên là ví dụ anh đang làm việc, đang trong cái trạng thái rất là bận rộn vậy đó. Nhưng mà em lại, ví dụ như nhắn tin nói là anh ơi em đang buồn một cái gì đó thì, hoặc là em cần cái sự chia sẻ gì đó thì anh có cảm thấy phiền không? Nghĩ về gia đình, về con thì em cũng có những cái tên cho con rồi đó. Có tên luôn hả? Nào nói thử nghe coi. Nói thử cho bạn trai nghe thôi. Bây giờ gái giới thiệu cho mình. Dạ chào chị, chào chú Quyền Linh ở bên kia và chào rồi. Tất cả mọi người. Chào. Em tên là Tú Trinh, năm nay thì em đã 28 tuổi rồi. Hiện tại thì em ở Củ Chi ạ. Ở Củ Chi với ai? Dạ em sống với lại gia đình, có ba mẹ và em trai. Em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng chị. Ở đâu cưng? Dạ cũng ở Củ Chi luôn. Rồi. Mời em trai. Con chào chú Quyền Linh. Dạ con. Em chào chị Ngọc Lan và chào bạn nữ bên cạnh. Em tên là Nguyễn Đình Công, em sinh năm 1994. Hiện em đang làm kinh doanh. Kinh doanh tự do hay là nhà hay là kinh doanh cho ai? Công ty của con. À công ty hả? Tên Đình Công vô công ty mệt quá ha. Dạ. Bởi vậy mới tự mở công ty tự làm luôn. Dạ đúng rồi. Quê mình ở đâu Đình Công? Dạ thưa chú là con sinh ra trên Đắk Lắk. Đắk Lắk. Dạ. Bây giờ mình làm ở quận? Dạ con đang ở bên Gò Vấp và làm tại Gò Vấp. Gò Vấp luôn. Dạ. Ở kia Củ Chi, Gò Vấp lên Củ Chi cũng hợp lý ha. Trinh cho bên nhà trai biết ưu điểm khuyết điểm đi Trinh. Ưu điểm của con theo mọi người nhận xét đó là người rất là nhiều năng lượng, truyền tới năng lượng tích cực cho mọi người. Ừ quá tốt. Có một cái tinh thần sống khá là vui vẻ, tại vì em cũng thích chơi thể thao, em thích ca hát, thích đọc sách. Chú rất là thích khi những người nào luôn luôn đem năng lượng tích cực cho mọi người. Cuộc sống nó bộn bề, mệt mỏi, mưu sinh tất bật mà suốt ngày chúng ta chỉ nghe những điều tiêu cực hoặc là chúng ta chỉ lan tỏa điều tiêu cực thì thật ra cuộc đời này nó cũng tiêu cực lắm. Mình có một cái khuyết điểm gì không Trinh? Tại vì công việc của con á là con cũng có hay nói nhiều, con có kia một mảng về đào tạo ở trong đó nữa, cho nên là con xử lý công việc thường con muốn xử lý nó rất là nhanh, cho nên là khi nó có cái gì đó vấp lại thì sẽ hơi bị cục tính một chút xíu, hơi bị khó chịu chỗ đó một chút xíu, nhưng mà qua rồi xử lý xong rồi thì thôi, có thể lúc đó là rất là giận dữ nha, nhưng mà sẽ không có để bụng lâu. Đang làm mà nó ngưng lại khó chịu lắm. Dạ đúng rồi. Đôi khi nó cũng hơi cọc tính như cái chuyện đó lúc đó thôi. Những người cục tính vậy thì họ trong lòng không để lại gì xấu hết trơn á. Dạ. Bên nhà trai sao nè? Dạ thưa chú là ưu điểm thì con hòa đồng, tại vì đặc thù công việc của con nên là con hay có cái tính là lắng nghe được mọi người nhiều. Về nhược điểm thì thường thì con là người hay làm việc nhiều trong ngày. Gần như thời gian của con hiện tại là làm việc không. Như làm việc ở công ty hả? Dạ. Quản lý việc kinh doanh này kia hả? Dạ đúng rồi. Cũng rất căng thẳng đúng không? Dạ, đặc biệt trong giai đoạn này. Ừ, giai đoạn này căng thẳng lắm. Công ty con thì năm ngoái thì lớn mạnh, nhưng mà vì sự cố cho nên là con đang bắt đầu lại từ đầu. Nhưng công ty đó của con hay là dạ, của con? Của con luôn hả? Dạ. Mình chủ yếu là kinh doanh về gì? Dạ con có hai mảng, một là mỹ phẩm với hai là thực phẩm chức năng. Nhưng mà nếu có một người luôn luôn lan tỏa năng lượng tích cực như Trinh á, chúng ta cũng sẽ rất là thoải mái hơn, cũng đừng ép mình vào những cái căng thẳng quá. Mình có chơi môn thể thao nào không Công? Dạ có, chủ yếu là chạy bộ với đá bóng. Tốt. Nhà gái cho chúng tôi biết đường tình duyên sao nè. Đường tình duyên thì nó cũng có hơi lận đận một chút á chú, tại vì năm nay cũng 28 tuổi thì con cũng có hai mối tình chính rồi. Một mối tình thì hồi cấp 3, lúc đó em mới học lớp 10 thôi, kéo dài quá. Chính vì yêu sớm cho nên kết cục nó không có được viên mãn lắm. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì tụi con mới chia tay gần đây cách khoảng một năm. Hai bên ở cái khoảng cách quá xa. Ở đâu mà xa chứ? Ở đâu? Dạ ở Bình Thuận à. Tưởng đâu ở Bình Nhưỡng thì xa chứ ai Bình Thuận mà xa gì. Có lẽ tình yêu chưa đủ lớn á Trinh ơi. Đúng rồi. Còn nhà trai thì sao? Không. Con có hai mối tình. Một mối tình là 4 năm và một mối tình là hơn 2 năm. Sao mà chia tay? Dạ. Mối tình đầu 4 năm là thời sinh viên. Mối tình thứ hai thì chủ yếu là về gia đình. Gia đình không chấp nhận? Do một phần nữa là khoảng cách nữa. Nếu mà có tiến tới xa thì bọn con sẽ có những cái không cho phép. Bây giờ nếu như mình lấy vợ về thì mình sống ở đâu Công? Mình có định hướng chưa? Chắc chắn là sẽ phải định cư ở Sài Gòn. Mình nói về tương lai đi. Đúng ha rồi. Nhà gái cho chị Lan biết là em mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Mọi người cũng hay nói em là người khá là suy nghĩ nhiều và em thích là một cuộc sống nó phải có cái sự ổn định, có kế hoạch trước trong tương lai ấy. Người đàn ông em nghĩ là em đã nói nhiều rồi thì bạn trai sẽ là người hơi trầm tính một chút xíu, bạn sẽ chững chạc trong suy nghĩ và bạn biết quan tâm và điều phối mọi việc trong gia đình, bạn sẽ cán đáng được cái phần đó, những công việc bên ngoài bạn sẽ lo. Còn em thích những bữa cơm có tất cả mọi người ngồi xung quanh đầm ấm, là em thích những buổi tối được ăn cơm cùng với gia đình như vậy. Người phụ nữ của gia đình. Xin chào. Dạ con chào chú. Con có mong muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào không? Con cũng khá là cao và đô con cho nên là muốn cao đúng không? Dạ đúng rồi. Để đó chị Lan qua kiểm tra. Đẹp trai tôi hơi ngon rồi nha, đẹp trai à. Chào nhà trai. Dạ em chào chị. Trời ơi em ơi ngon lắm. Được á. Được. Rồi, cao biết nhiêu nhưng mà thấy ngon. Mong muốn gì nữa? Chị Lan đứng sẵn bên đây là nói chị đi, Lan bây hỏi giờ luôn. Muốn gì nữa nè?
anh Công đúng không ạ? Dạ. Cái mỗi người mà ở ngoài hoạt bát quá hay là nói nhiều quá thì anh có bị e dè không anh? Trong công việc thì thường như anh cũng phải nói nhiều mà. Em có hơi nặng cân một chút xíu thì có là vấn đề với anh không? Mẫu người của anh chủ yếu là về con người, về tính tình thôi, chứ còn ngoại hình thì mình... Cân nặng đâu quan trọng đúng không? Dạ đúng rồi. Gọi chị Ngọc Lan thôi. Ừ. Có chị Lan đâu. À dạ. Tôi thấy tôi chấm nhà gái luôn rồi đó. Dạ. Công thì... sao? Công mong muốn có người bạn gái như thế nào? Dạ, mẫu người của em thì chủ yếu là về tính tình thì có hướng về gia đình cha mẹ nhiều. Em thì không muốn người phụ nữ ấy thì kiểu hay thị phi chút xíu, hay thích chuyện này chuyện kia. Hay thích nhiều chuyện đúng không? Dạ, ý vậy đúng không? Dạ. Cô nào không nói nhiều chuyện đâu, nói rất nhiều cái chuyện để giao tiếp thôi. Dạ, nói, vậy thôi. Nói nhiều khác nhiều chuyện cho nó đúng khác. Rồi. Bây giờ thì chúng ta mình gặp hỏi người thân đi. Chàng trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi cùng với một người bạn và một người em của em. Chào nhà trai. Xin chào chú Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Em là bạn của bạn Công. Từ lúc mà em quen bạn Công thì cũng tầm 4-5 năm rồi mà bạn Công chưa có mối tình nào, cũng khá lâu rồi. Bạn ấy là một người chú Quỳnh Linh có nhận xét thì khá là trầm tính, nhưng mà cũng hòa đồng hoạt bát, vui vẻ chứ không phải là lầm lì. Bạn Công là một mẫu người của gia đình. Nếu mà người phụ nữ nào mà tiến đến được với bạn Công thì có thể là bạn ấy sẽ chăm lo được rất là tốt. Bạn nữ bên này thì cũng khá là xứng đôi với bạn Công, thì cũng hy vọng là hai bạn cho nhau một cơ hội để có thể tiến tới được với nhau. Rồi, cảm ơn em. Xin đi với ai? Dạ, con có đi theo với lại hai người bạn ạ. Hai người bạn nữa. Người bạn có ý kiến rồi nào? Con chào chú Hiền Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Chào anh. Và em là bạn thân của chị Tú Trinh cũng lâu rồi. Chị là một người rất là dễ thương, hoạt bát. Đối với anh thì em thấy anh đẹp trai, tài chính ok rồi, công ty thì kiểu vững chắc rồi, thì em nghĩ là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội. Em xin hết. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn em. Thôi, mình nghĩ rằng hai bạn đủ sức để có thể đưa ra quyết định chính xác. Bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt thôi. Mở rào. Chuyện còn lại là của Công. Dạ vâng. Bắt đầu đi Công. Tới đi. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Em cũng có chuẩn bị quyển sách. Thời gian rảnh thì em cũng đọc sách, nghiên cứu. Dạ, mong anh cũng khi mà có thời gian rảnh thì mình cũng sẽ đọc, mình tìm được một số lý tưởng sống ở trong quyển sách này. Anh cảm ơn. Dạ. Em thấy anh sao? Mới lần đầu gặp thì cũng khó. Để mình tìm hiểu sâu coi nó như thế nào nha. Thì cái nhìn giao diện đầu tiên đó. Cái nhìn đầu tiên đó, cái nhìn đầu tiên em thấy anh sao? Giao diện đầu tiên thì ổn chú. Dạ. Quá anh ổn. Anh thấy em như thế nào? Cũng ổn. Làm văn phòng cụ thể em làm về công việc gì? Em là nhân viên kế hoạch sản xuất và có kiêm thêm một mảng về đào tạo. Như vậy thì thời gian em còn được dư nhiều không? Thật ra thì em chỉ sắp xếp làm việc trong giờ hành chính thôi. Những cái buổi chiều thì em vẫn có thể sắp xếp thời gian để chơi thể thao. Em có một cái đội đánh cầu lông, mà trong cái hội cầu lông đó nó cũng có một cái chỗ để chơi đá bóng nữa. Hồi nãy em có nghe là anh có chơi đá banh đúng không? Có. Tuy là không có chơi chung một môn thể thao nhưng mà mình có thể đi chung với nhau. Thời gian anh lại làm gần như bị ngược với em một chút xíu. Thời gian hành chính thì các bạn nhân sự ở nhà làm, còn anh thì hệ thống ở phía sau thì anh lại phải làm vào cái giờ các bạn đang ở nhà nghỉ. Trong tuần thì thực ra gần như là nếu mà em có thời gian rảnh và mình có thể hẹn hò thì anh gần như có thể sắp xếp được. Cụ thể là mình chỉ có thể rảnh buổi sáng thôi. Gần như buổi sáng thì anh phải bận, bởi vì buổi sáng chính là buổi mà anh phải theo dõi số liệu của công ty. Tại hồi nãy anh nói là nó ngược thời gian với em, mà em làm giờ hành chính thì em sẽ làm từ sáng cho tới chiều khoảng 5 giờ. Anh thì cố định là buổi sáng một chút, đến trưa thì lại rảnh, nhưng mà buổi tối thì gần như là phải xem xét lại. Vậy là đi coi phim là phải đi 12 giờ trưa. Là gần giám đốc mà tao muốn nghỉ muốn làm. Không, em quan niệm thế nào về một gia đình? Em rất là mong muốn có một người bạn, có thể không phải là một người chồng không, mà có thể là bạn tâm giao, để có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện ở trong cuộc sống. Mình có thể là những người yêu nhau nhưng mà rất khó nói chuyện với nhau. Em mong muốn một người có thể chia sẻ được những nỗi niềm mà khi mà mình gặp người đó, mình có thể, ví dụ em có một chuyện buồn gì đó là em sẽ nghĩ ngay trong đầu tới người chồng, người yêu của mình, để người đó có thể là chia sẻ được với mình. Thứ nhất là chia sẻ, thứ hai đó là người đó phải, cái gia đình phải cán đáng và mọi người phải có chung một cái quan điểm. Em nghĩ là ví dụ như có chung mục đích đến, anh muốn hai người con, em cũng muốn hai người con. Chúng ta có thể có những cái quan điểm trái ngược với nhau, nhưng mà mình là những người có thể lắng nghe nhau để mình có thể phân tích ra đâu là cái điều tốt nhất cho gia đình của mình. Về những cái mà em chia sẻ thì thực ra là cũng là con người của anh, cho nên là anh nghĩ là anh có thể làm được việc đó. Khi mà làm việc thì em có thể rất là nghiêm túc. Mọi người hay nói là nhìn mặt em làm việc nó cọc lắm, cho nên là không ai muốn lại gần hết. Nhưng mà em cũng thích làm nũng người yêu nữa, cho nên là ví dụ anh đang làm việc, đang trong cái trạng thái rất là bận rộn vậy đó, nhưng mà em lại ví dụ như nhắn tin nói là anh ơi em đang buồn một cái gì đó, thì hoặc là em cần cái sự chia sẻ gì đó, thì anh có cảm thấy phiền không? Không.
Bởi mà nếu mà đi với mình đến cuối đời thì đó mới là việc quan trọng nhất, thì anh cần lắng nghe. Cho nên là những công việc khác trừ những cái cấp bách quá thì anh cũng có thể nhắn lại với em là chờ anh 5 phút hay gì đó để anh xử lý cho xong cái đó đã, rồi khi đó thì anh sẽ chủ động liên hệ với em sớm nhất có thể. Em cũng chỉ mong là như vậy thôi, có nghĩa là sau khi mà mình dành hết thời gian cho công việc thì khoảng 15 phút thôi cũng được, mình có thể bận rộn nhưng mà mình có thể gặp nhau một xíu, chở nhau đi vòng vòng uống một ly cà phê thôi cũng được, chứ em sẽ không mong muốn là mình phải đi chơi chỗ này đi du lịch chỗ kia, quan trọng là cái thời gian mình dành cho nhau nó sẽ giá trị. Xa hơn nữa, các bạn hình dung về một gia đình trong tương lai coi. Được, anh là người sống gia đình cho nên là anh cũng chỉ muốn một gia đình là hàng ngày có thể công việc rất là bộn bề nhưng mà tối thì cũng quây quần với nhau, bữa cơm có cha có mẹ có con, rồi cùng nhau thảo luận về cuộc sống một ngày đó trải nghiệm ra sao kiểu vậy. Dạ, cũng khá là tương đồng với lại cái ý của em. Quan điểm về con cái đi. Con cái đối với anh thì anh không có quan trọng là con trai hay con gái, anh chỉ quan tâm là cái việc mà anh có thể làm gì để sau này con của mình là có thể là một người có ích cho xã hội, người con đó có thể làm gì sau này cho cuộc sống của nó. Yeah. Mình sẽ cho bé biết đó là ý nghĩa trong cuộc sống nó là như thế nào, vừa với lại sức của con, chứ không phải là mình muốn cái gì để mình đặt áp đặt lên con. Nghĩ về gia đình, về con thì em cũng có những cái tên cho con rồi đó. Có tên luôn hả? Nào nói thử nghe coi. Nói thử cho bạn trai nghe thôi. Dạ, tại vì mẹ là người khá là quan trọng khi mà đến cái chương trình này, mẹ là người thúc giục con đi. Nhưng mà hôm nay mẹ lại bận việc, mẹ không thể tham gia được. Thì mẹ rất là thích cái vần in, em tên là Trinh, em của em tên là Bình. Thì sau này em cũng nghĩ là con nó sẽ có cái vần in, bé gái sẽ là Thảo Linh, còn bé nam sẽ tên là Đức Minh. Thảo Linh giống con tôi vậy. Thì anh thấy có ok không? Đừng nói đặt trai đặt thành Quyền Linh nha. Dạ. Nhà trai tên Công mà đúng không? Dạ, Công Minh. Công Minh à? Dạ, Công Minh nó đỡ hơn là Đình Công. Bây giờ Công bước tới nắm tay Trinh ha. Hai người cho nắm tay. Đứng gần hơn chút xíu đi nào. Dạ, cho anh nắm tay. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau. Anh cũng mong là mình sẽ có tạo cho nhau những cái điều kiện, những cơ hội để sau này tìm hiểu nhau hơn. Thì tất cả những cái việc mà anh nói ở đây nó chỉ là nhất thời, chứng minh được hay không nó sẽ là khoảng thời gian phía sau. Cảm nhận về Công suốt cuộc nói chuyện Trinh thấy thế nào? Dạ thì em thấy là anh Công khá là điềm đạm, chững chạc trong suy nghĩ. Có thể là người này là sẽ là người không chỉ nói không mà người này sẽ hành động nhiều hơn. Anh thấy em cũng hiền dịu, cũng có những cái suy nghĩ sống giống như anh ấy. Thì anh nghĩ là nếu mà tương lai mà có những cái điều kiện tìm hiểu xa hơn thì nó sẽ tốt. Nếu mà ở Củ Chi xa quá thì ví dụ như bữa đó trời nóng nực quá, anh có thể từ Gò Vấp hả? Gò Vấp. Xuống Củ Chi ăn kem được không? Anh ở ngay chỗ công viên Làng Hoa nên xuống đó cũng không xa lắm đâu. Cũng giáp với quận 12 rồi nên đi xuống em cũng không phải vấn đề. Một khi đã quen rồi thì không nhất thiết là Gò Vấp, ở đâu thì anh vẫn xuống được mà. Hứa nha. Nhau một bài hát đó, tặng nhau bạn. Một bài vẫn đi. Vẫn đứng đó nắm tay đi. Vẫn cứ nắm tay hát cho nhau nghe đi các bạn. Các bạn đẹp đôi lắm anh đó. Anh có hát không? Anh hát được chút. Anh hát trước kìa. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh thường mơ, mơ một mình cười ngẩn ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Em sẽ tặng anh một ca khúc của Bích Phương ha, Mình Yêu Nhau Đi. Hình như anh có gì muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm ấm. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hãy để chắc chắn anh hãy lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi. Câu này để chút nữa anh sẽ nói liền ở đây luôn nha. Tại vì em cũng hơi hồi hộp quá. Mời các bạn về vị trí đi. Ta để tay vào nút bấm, đưa ra quyết định từ trái tim của mình. Nếu như chúng ta thấy đây là một nửa mảnh ghép sẽ ghép cùng với cuộc đời của chúng ta thì bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm, có trách nhiệm với nút bấm của mình, quyết định của mình nha. Bấm nút vì chúng ta biết đây là một nửa mảnh ghép của chúng ta. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Tại sao vậy em gái?
Em cũng thấy anh Công là rất là dễ thương, hiền lành, nhưng mà em cũng không thể nào dối cái cảm xúc của mình được. Có thể là hôm nay mình chưa có cảm xúc, nhưng mà về sau đó mình có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thật là bất ngờ, tất cả những gì đang diễn ra rất là tốt đẹp. Nhưng mà tôi chợt thấy ra trong ánh mắt cô gái ấy chưa có cảm xúc nhiều lắm. Tôi đã thấy ngay từ giây phút cuối cùng đó. Cũng rất là mong là mình có thể làm bạn với nhau. Tại vì là trong suy nghĩ và tư tưởng về tương lai của mình thì rất là hợp với nhau. Thật ra Công là một người đàn ông rất là bản lĩnh đó. Dạ đúng. Tôi thì tôi thích những người đàn ông đã từng thất bại. Bởi vì sau khi thất bại đó, họ đã nếm trải rất nhiều cái nỗi cay đắng trong cuộc sống này. Và họ vững vàng hơn, họ đứng lên tốt hơn, họ sẽ thành công nhiều hơn. Con cảm ơn Chúa. Chúa tin rằng con sẽ làm được điều đó. Em có thể xin bắt tay em một cái nữa nha. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Rất đẹp đôi. Rất tiếc nhưng không sao. Chúc hai bạn sớm sẽ tìm được một nửa mảnh ghép trong cuộc sống của mình. Lớn lên cho bên kia nghe luôn. Mời em trai. Lần nữa đầu tiên cho em xin gửi lời chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Hải. Năm nay em sinh năm 1988 nhưng mà tuổi giấy, còn tuổi thật là 89. Dạ, hiện là tại ba, thì... ba mấy tuổi đúng không? Dạ, 32. 32. Dạ. Em làm công việc gì? Em làm một nhân viên kinh doanh ở Bình Dương. À, Bình Dương hả? Dạ. Bình Dương. Quê đâu? Quê em ở Cà Mau. Quê Cà Mau làm việc Bình Dương. Dương. Dạ. Rồi, nhà, còn em. Nhà gái. Em giới thiệu về mình dạ, đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và bạn tham gia chương trình và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Phương Dung, năm nay em 32 tuổi. Em sinh ra lớn lên ở huyện Châu Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên chứng từ cho công ty vận tải ạ. Nhân viên chứng từ dạ. Ở đâu? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Ờ, nhưng mà công ty nào? Dạ, công ty Fast Shipping Việt Nam ạ. Ờ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì theo như bạn bè nhận xét á, thì em là người hòa đồng, vui vẻ, biết nấu ăn với lại biết cắm hoa. Hiện tại thì em cũng đang theo học một lớp cắm hoa chuyên nghiệp ạ. Còn dạ. Cái em có cái điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì theo bạn bè nói thì em nói nhiều với lại với lại là em cũng là người hay rất là thẳng tính. Dạ. Thẳng tính tốt mà, đâu có yếu đâu. Dạ. Rồi bên kia nào? Điểm mạnh của em thì nói chung mọi thứ em biết được ít, như làm việc nhà, nấu ăn, biết chơi ít thể thao. Còn điểm yếu của em thì chắc là em hơi cọc tính và cầu toàn trong công việc. Cọc tính hả? Cọc dữ không? Cọc lắm thì làm gì? Nói chung là thường thì nói chung cũng không lắm lắm. Nếu như mà em thấy khó chịu thì em bỏ ra ngoài thôi. Bỏ ra ngoài sao? Nó đi sợ mấy người cọc tính là đập đồ rồi đập này kia là mệt. Nhưng mà vấn đề là có khó chịu thường xuyên không em? Dạ không chị Hồng Vân ơi. Tại vì thi thoảng thôi phải không? Dạ. Có chuyện gì nói chung là có vấn đề gì nó phức mắc nhiều quá cho nên mới có la làng lên không? Không anh. Chứ rồi, sợ mấy người mà cọc xong rồi la làng chói lói á. Cọc mà lao sầm lên á. Rồi xin nhờ mời nhà gái cho tôi biết đường tình duyên thế nào. Dạ em trải qua được 2 mối tình ạ. Mà mối tình em mối tình lâu bền nhất là mấy năm? Dạ 3 năm ạ. 3 năm đó là học sinh hay là mới đây? Dạ lúc mà đi làm rồi chị. Đi làm rồi. Dạ. Vậy là cái mối tình đó là chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay cách đây cũng 4 năm rồi chị. 4 năm rồi. Dạ. Ồ lý do chia tay? Dạ do em với bạn đó không có đồng quan điểm trong cuộc sống á, với lại do bạn đó với em là quen xa. Ồ. Dạ. Vấn đề là quen xa đúng dạ, không? Dạ dạ. Ơi. Quen xa là một cái vấn đề mà rất là gọi là nguy hiểm ha, xa mặt dạ. Cách lòng. Nhưng dạ. Mà vấn đề là bây giờ ở Bình Dương với lại thành phố Hồ Chí Minh là gần mà đúng không? Em là ở dạ em hiện tại đang làm việc ở Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh còn dạ. Bạn kia hình như là bạn kia bên Bình Dương phải không Linh? Dạ em ở Thủ Dầu Một chứ không Vân à. Bình Dương đúng rồi. Ừ, là cũng đâu có xa đâu đúng không, xa không đâu. Linh? Nói chung là tình yêu thì ở đâu cũng đến được. Nhưng cho nên thí dụ như ít hay nhiều thôi. Tình yêu bất chấp cây số. Dạ. Tình yêu có khoảng cách chỉ từ trái tim đến trái tim thôi. Không có cây số nào cả. Ông nói gì? Tỷ dụ giờ dạ, ông ở bên nước ngoài rồi làm sao? Đâu có sao, nhiều người vẫn yêu nước ngoài về Việt Nam. Thời điểm này đâu được về đâu. Cũng đâu có sao đâu. Tôi phải gây với ông. Tôi thích gây với ông vậy đó. Ừ. Về làm sao? Sao làm sao? Về được. Về được cách ly 14 ngày chịu không? Chịu luôn. Trời ơi. Cách ly 20 mấy ngày cũng chịu luôn. Bây giờ ta ở Bình Dương với Sài Gòn ta gần xịt đây mà cứ xa xôi gì. Quan trọng là niềm tin lẫn nhau thôi. Ừ. Nè nghe. Ta yêu xa người ta chia tay kìa. Cái chuyện đó ngày xưa bây giờ không có đâu. Bây giờ thiếu gì cách để người ta gặp nhau. Đúng không em trai? Dạ. Nói chung là
mình ít gặp nhưng mà mình mỗi lần gặp thì mình tạo cho đúng bạn rồi một cái ấn tượng mình gì đó. Mình ít gặp nhưng mỗi lần gặp là có ấn tượng, mỗi lần gặp là để cho nhau một kỷ niệm đẹp. Đó, em phải nói lớn lên, ăn to nói lớn và em khẳng định những cái điều mà để cho bạn gái yên tâm, là tại vì đó, cái trường hợp bên đây người ta chia tay nhau cũng yêu cũng lâu ạ. Nhưng mà vì yêu xa thành ra là đi đến việc chia tay nhau. Tình yêu không đó là cái điều không ai muốn thôi. Em nghĩ là bạn nữ chắc có lẽ là còn trẻ thì cái tình yêu đó chưa đủ lớn, cho nên ví dụ như thời điểm bây giờ bạn lớn thêm chút nữa thì bạn, nếu như bạn nghĩ sâu hơn nữa thì có thể bạn vượt qua được cái vấn đề đó. Vậy còn tình yêu của em, Hồng Vân với Lê Tuấn Anh xưa đó, người Thái Lan người Việt Nam đêm nào cũng gọi điện cho nhau đó, cũng yêu nhau vậy có gì đâu. Ủa mắc cười quá ha, trời ơi, ta nói những cái gì về chương trình thôi, nó moi mất những cái chuyện riêng tư đời tư của người ta. Mắc cười quá à. Tại tôi chứng kiến cái chuyện yêu xa đó, tôi nhắc lại cho nghe. Đi yêu, à, ông ở Thái Lan có một tuần à quý vị ơi, ở chung với ông Quyền Linh chứ đâu. Xa xôi gì, một tuần lễ thôi. Còn đây ta ở năm này qua tháng nọ. Em ơi, dạ. Em có mấy mối tình rồi? Thật ra thì em chỉ có một mối tình thôi chị. Một mối tình? Mối tình không dài lắm. Chỉ không. Trong vòng tầm khoảng, em nhớ là tầm khoảng 4 tháng. Được 4 tháng thôi? Dạ. Mà lâu mau rồi, cái đó là hồi nào? Cách đây 7 năm, hơn 7 năm rồi chị. Hơn 7 năm, dạ. Yêu có 4 tháng rồi, dạ. Rồi trong 7 năm vừa qua là không có thêm một mối tình nào khác nữa. Nói chung là thật ra là cũng buồn, nhưng mà em vào là công việc rồi thì em gác lại cái chuyện yêu. Coi như là theo chị hiểu không biết có đúng không nha. Khi mà em chia tay mối tình đó tương đối là buồn đúng không? Và em nghĩ rằng thôi bây giờ cái thời gian này là mình nên dành hết cho sự nghiệp. Yeah. Khi sự nghiệp ổn định rồi thì mình tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò, và đến bây giờ em đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để có thể thành lập gia đình rồi đúng không? Nói chung cũng cũng được, tạm được thôi, chứ cũng gọi là chưa hoàn hảo lắm. Giờ có nhà chưa? Dạ, chưa, em vẫn ở trọ. Vẫn ở trọ, đâu có sao đâu, chuyện ở trọ. Hai vợ chồng hùng lại mua căn nhà đó mới bền. Thực chất em nói với chị Hồng Quân á, cái vấn đề mà mình còn trẻ, mình làm kinh tế á, thí dụ như mình có 500 triệu có thể mình ở trọ, nhưng mà mình có thể lấy 500 triệu đó mình đi làm một cái việc khác. Đúng nó rồi. Có thể tốt hơn. Còn thí dụ như mình có gia đình có con rồi á, đúng, thí dụ như sau này về mình mua thì nó cũng đúng. Vẫn ok. Anh Linh y chang vậy đó, em có biết không, đến một ngày nào đó ông mua một hơi 10 căn nhà. Yeah. Hồi đó đi ở trọ không xong rồi á, gom mua một hơi 10 căn nhà, thấy mà ghê luôn. Đâu ra mà thiệt tình. Em để chị hỏi bạn gái. Dạ. Em nghe tâm sự em thấy như sao? Dạ. Cái quan điểm mà như bạn nói có đúng không? Có nghĩa là bây giờ là theo chị thấy là nếu mà hai đứa cùng chung tay hiệp lực mua một căn nhà thì nó sẽ bền hơn, hay là em muốn bạn trai của em phải có nhà trước cho dạ. em ở? Dạ không, em thì theo quan điểm là hai đứa cùng làm thì cùng mua thì nó sẽ bền hơn. Chính xác, bạn dạ. nói là như vậy nè. Ví dụ giờ bạn có 500 triệu, bạn vẫn ở thuê, đến chi bạn lấy 500 triệu đó bạn xin lời ra 1 tỷ. Quan điểm đó phù hợp dạ, với em dạ, không? Dạ phù hợp với em. Ok. Em hình dung bạn trai bên đây thì sao? Em chắc cũng người, chắc cũng chung người. À, chung người dạ, đúng không? Dạ, chung người thôi. Dạ. Thì em mong muốn cái bạn trai của em là có những yếu tố gì? Thì cái đó là cái yếu tố do mình mong muốn đặt ra thôi. Thì cũng cao khoảng 1m68 đến 1m7. Tại em cũng thích cao cao như vậy. Cao. Da nước da làm sao? Thì ngăm. Không trắng quá. Ngâm ngâm không thích trắng đúng dạ, không? Dạ, trắng người ta nói nó công tử quá. À, ngâm mà sao trắng được. Dạ, gia đình nhà gái tôi đến đây là hết, xin mời gia đình nhà trai. Dạ. Rồi. Bây giờ bà kiểm tra quá trời, bà mối kỹ ghê luôn vậy đó. Em muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Thật ra thì em không có cái mẫu hình lý có tưởng. Có mẫu nào không? Không có. Nhưng luôn mà em quan trọng nhất là cái cách cư xử. Cư xử dạ. không? Cư còn, xử nó quan trọng. Dạ, còn mọi vấn đề, thí dụ như bạn xấu có thể là sau này làm đẹp được. Không có vấn đề gì cả. Không, có người xấu là làm đẹp cũng khó lắm. Nói chung là quan trọng là em cảm nhận được thôi. Dạ. Em không thích điều gì phụ nữ? Nói chung là đừng, khi mà em có một cái vấn đề gì đó, đừng có nên mà đấu khẩu với nhau. Thật chất cái người đàn ông là cái người thật, ai cũng nóng tính, nhưng mà thật chất ra khi mà một người nhịn á thì nó sẽ hay hơn. Vậy là em bắt phụ nữ nhịn hả? Không, em không có bắt, nhưng mà thật chất có đôi lúc có những chuyện nó xảy ra. Chứ còn vấn đề mà em thì em dễ lắm, ví dụ như em thấy nó không ổn thì em bỏ ra ngoài đó, đi đâu đó. Nhưng mà không thích đấu khẩu đúng không? Dạ. Hai người phải có một người nhịn dạ. đúng không? Nhiều khi công việc đồ nó áp lực á, cho nên mình có khi mình bứt rứt, có khi mình nói nhiều khi nó hơi khó nghe một tí, bạn không chịu á. Rồi bạn cãi lại thì cái đó nó mất đúng hay. Đúng rồi, nói người ta khó nghe, ta phải cự lại chứ.
Thôi dễ thương quá. Chào em gái. Dạ, chào. Tụi đàn trai nhìn thấy đàn gái là thấy chịu rồi đó. Chứ dạ. Sao? Ừ. Trời. Em không thích xoàn đá quý chứ bộ buồn dạ, của. Em không thích bạn trai quá gia trưởng với lại tính toán và với lại là hút thuốc. Tại vì thật sự hút thuốc không tốt với sức khỏe. Rồi bên bệnh coi có tính toán không? Tính thì tính toán cách làm ăn thôi. Còn cái vấn đề mà tiền bạc em thoải mái. Ừ, thoải mái. Dạ. Vợ lấy nhiều đưa nhiều đúng không? Nói chung em lương về em đưa hết nhưng mà thật chất em đi công việc là có tiền trong túi. Là ok, không vấn đề cả. Rồi có gia trưởng không? Đưa đủ thôi chứ đưa ít này ra mượn ta không cho sao anh? Ông mối hỏi coi có gia trưởng không? Có gia trưởng không? Nói chung là chắc em không có. Không có. Thật ra cái tính rồi được rồi. Còn gì nữa em gái? Nói chung là em cũng mong muốn, tại vì thật ra em cũng chia sẻ thật chương trình em là con một á nên cũng muốn là sau này nếu mà có thể tiến xa hơn á thì cũng muốn là bạn nó cũng hiếu thảo với ba mẹ em. Thì tất nhiên thì em cũng phải hiếu thảo đấy với ba mẹ bạn đó. Tức là muốn bạn về ở chung với gia đình bên mình hả? Dạ hay không sao? Chị, ví dụ như bạn muốn ở với gia đình em cũng được hoặc là tụi em ở bên kia cũng được. Dạ. Nhưng mà hiếu thảo con một mà đúng không? Dạ con một mà để ba mẹ ở mình gì có sao không? Dạ không, thì ba mẹ em không có quan niệm là phải bắt rễ. Nhưng mà em dễ thương vậy sao em lại phải đăng ký chương trình này? Chị nghĩ ở ngoài là nếu mà ấy thì nhiều người đeo đuổi chết đúng không? Em chia sẻ thiệt, tại vì là ba em coi chương trình, cái ba em nói Dung hơi đăng ký chương trình đi, ba thấy cũng hay á, biết đâu được gặp người mà con cần tìm. Cái em nói suy nghĩ cái cứ gửi xong cái khoảng một tháng mấy cái chương trình gọi cho em. Ba em đúng đó. Lên đây thì còn an toàn lắm em ha. Dạ. Rồi, bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân, ba em đâu? Dạ, cha em dưới. Có đi luôn hả? Dạ có. Rồi, xin chào nhà gái. Dạ. Dạ vâng ạ, à, chào anh. Dạ. Nhưng mà thấy con rể tương lai này hợp lý không? À, rồi có khi nào có ý định là bắt rể không? Muốn ở đâu ở ha. Dạ, rồi thấy không? Thấy giờ tương lai. Dạ, con cảm ơn. Khoáng không? Nói câu gì đi. Thì thật ra nếu như con thì con không hứa nhiều, nhưng mà nếu như như bạn nói á, mà thì cha mẹ ai cũng muốn phụng dưỡng, nhưng mà nếu như mà con nếu như sau này con có làm rể bác á, thì con về con cũng đối xử với cả hai cũng bằng nhau thôi. Con cố gắng tất cả vì gia đình. Chứ con cũng không có bên nào nặng bên nào nhẹ đâu. Rồi. Dạ. Em đi với ai? Thật ra là mẹ em lên đây, nhưng mà mẹ em lên có tuần rồi, nhưng mà có việc đột xuất á, mẹ em về. Nhưng mà thôi bây giờ em gọi về cho chị hai đi. Rồi cho chị hai cũng như là có người thân ủng hộ em đi. Chị hai là ai? Chị ruột ở dưới quê á. Có nghĩa là chị hai, chế hai chế ruột của em á. Dạ. Vậy mà mẹ ở đâu? Mẹ em cũng ở dưới luôn, nhưng mà mẹ em công nghệ mẹ không biết. Dạ. Mẹ có bên cạnh chế hai không? Dạ không. Chỉ có chế hai có chồng thì ở cũng hơi. Rồi đâu chế hai đâu, gọi cho anh coi. Dạ. Chế hai chế ba gì đó gọi coi sao. Đủ bóng cho nó mệt lắm. Trời điện thoại đẹp quá ha. Bữa nào cho mượn xài vài bữa. Dạ ăn lát ra luôn anh. Rộng rãi ghê ta. Chắc chế hai đi đâu rồi, tắm cái gì rồi. Alo. Bữa nay em lên chương trình bạn muốn hẹn hò, thì anh Linh muốn gặp chế. Chế hai khỏe không? Khỏe. Khỏe, chế hai biết ai không? Biết, anh Quyền Linh. Hả? Quyền Linh dễ thương không? Dễ thương, có tập nào cũng coi chân hả? Chứ hai thấy phim trường bạn muốn hẹn hò không? Thấy. Đó. Có Hồng Vân kìa. Đó. Coi móc cháu tương lai coi được không? Được không chế? Hả? À ngoài cũng xinh hả? Rồi Quyền Linh xinh không? Quyền Linh sinh nào giờ hả?
Chế có mẹ của em trai đó không? Không có mẹ em trai đây nè. Không có mẹ hả? Rồi, Chế khỏe nha. Cho bạn nữ chào Chế cái đi nè. Chào Linh. Chế cái coi. Chào dạ, chị đi. Chào ạ. Dạ. Dạ, chào Diễm. Dạ. Bạn ngồi đây chứ không phải bạn bên kia nha. Chừng, dạ. Có chừng lộn. Không, chị bên kia cũng biết mà. À, chị bên kia cũng biết hả? Rồi, Chế khỏe nha. Chế mấy đứa con rồi? Dạ. Chế mấy đứa con rồi? Hai lớn chưa? Đứa. Lớn chưa? Hai mấy tuổi rồi. Ổng đâu rồi Chế? Bữa nào kêu ổng lên đây hấp hôn nha. Rồi nè, thôi để cho hai sếp nhỏ nó gặp mặt nhau đi kìa. Bye bye Chế nha. Chào. Chế dễ cưng quá ha. Bữa nào rủ ổng bả lên đây hấp hôn cho hai người còn hai bên luôn. Thôi, như vậy là mình cũng có ý kiến gia đình. Thế nào Chế cũng nói là mẹ mà ha. Thôi giờ mở rào đi cho hai bên gặp mặt đi. Đúng rồi, mở rào đi. Mở rào. Ôi nhiều chuyện lắm, nói hồi tôi nói tới sáng luôn á. Bắt đầu đi em trai. Chào em. Nhân dịp đến với chương trình ngày hôm nay thì anh có bó hoa này tặng cho em. Dạ. Nhưng mà thật chất 32 năm anh tặng bó hoa cho người con gái đầu tiên. Mong em. Nhưng mà nó cũng không hoàn chỉnh lắm đâu. Dạ. Nếu như sau này có duyên thì anh sẽ hoàn chỉnh nó hơn. Dạ, em cảm ơn anh. Thì đến với chương trình hôm nay em cũng có món quà gửi tặng anh. Đây, cái hàng đi, để hoa đây. Dạ, cảm ơn ạ. Thì em tặng cho anh cái chiếc cà vạt. Đây cũng là lần đầu tiên em mua chiếc cà vạt tặng cho một bạn nam. Em thì cũng không biết thắt cà vạt. Nếu mà thật sự sau chương trình này tụi mình có duyên có nợ với nhau thì em hy vọng anh là người chỉ cho em thắt cà vạt. Okay. Em thắt cà vạt cho anh. Anh cảm ơn em. Dạ. Ủa mở ra đi thắt luôn đi, biết thắt không? Dạ em không biết thắt. Chán trường. Hồi nãy nghe em tên Dung đúng không ta? Dạ em tên Dung. Cũng là tên trùng tên với mẹ anh á. Rồi giờ hỏi cảm nghĩ về nhau đi. Hồi nãy em bao nhiêu tuổi anh? Dạ em 32 tuổi. Em cũng nghe nói hình như là anh cũng hình như là bằng tuổi em đúng không? Trong tuổi trong giấy thì nhỏ hơn một tuổi, sinh năm 89. Đúng rồi. Dạ. Thì không biết là gia đình mình thì anh là con thứ mấy trong nhà? Anh là Út. Út. Dạ, lại sống với mẹ. Hiện tại thì anh sống ở đây sống một mình. Thật chất là mẹ sống dưới quê. Dụ lên hoài mà không lên. Anh cho hỏi ví dụ như nếu như mà sau chương trình này mà tụi mình có duyên với nhau á, thì cái thời gian giống như anh nói là anh làm công việc kinh doanh á, thì không biết là kinh doanh của mình là kinh doanh về lĩnh vực gì ạ? Hiện tại thì anh làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Dạ. Chứ anh không có, chưa có kinh doanh riêng. Dạ dạ dạ. Thì anh thấy em sao? Nói chung thì cũng như tất cả, như tất cả mọi người ở đây nói là em thì quá tuyệt vời. Cảm ơn anh. Còn em cảm nhận anh như thế nào? Dạ. Ba mẹ em thật lòng nha. Dạ. Em cảm nhận anh như thế nào? Cảm nhận thật lòng mình nha. Cảm nhận thật lòng á thì theo như tự giờ mọi người nói thì em thấy anh theo cái tiêu chí mà em đưa ra thì em thấy điều hình được vượt hơn tiêu chí. Dạ. Thì nếu mà mình anh thì ở Bình Dương thì nếu như mà thiếu như mình sau chương trình mình có hẹn hò với nhau thì anh sắp xếp như thế nào? Nói chung thì tùy hai anh với em, ví dụ như thương lượng cái giờ thôi thì anh sắp xếp thôi. Chứ còn công việc của anh thì thực chất ra thì mình luôn chuyển, mình tự sắp xếp mình thôi. Chứ còn vấn đề mà nói thời gian thì mình nói không trước được. Ví dụ như em nói ở chiều nay đi chơi thì ví dụ như mấy giờ anh có thể anh sắp xếp về sớm hoặc là nghỉ buổi như thế nào đó. Dạ, anh xuống với em đúng không? Đúng rồi. Nói chung là thật chất ví dụ như công việc nó bận quá thì anh có thể anh hẹn lại. Dạ. Thì cái gì cũng vậy, ví dụ như mình không, bữa nay mình đi không được thì qua sau mình bù. Dạ. Mà mình có cái gì đó mình bù hơn cái ngày hôm trước. Dạ, dạ. Thì anh cho em hỏi là chia sẻ quan điểm về tình yêu của anh sao ạ? Nói chung anh quan trọng nhất là chung thủy. Anh có thể nói lớn được chứ em nghe không rõ. Chung thủy em. Chung thủy. Dạ. Chứ mà khi mà yêu nhau á mà giấu một cái gì đó rồi, một khi đã biết rồi á là khó lắm. Dạ. Thật là vậy. Tại vì anh á thì anh không thích là gạt. Tại vì anh có gì anh cũng nói.
nhưng mà anh không thích giấu giếm cái vấn đề gì đó. Nếu như sau này á, lỡ nó như mà nó xảy ra một cái vấn đề gì đó nó không hay. Cho nên mình thẳng thắn, mình thật thà thì nó dễ hơn. Dạ, vậy là cái tính anh cũng gần gần giống tính em đúng không? Thẳng thắn đúng không? Đúng rồi, anh thẳng thắn lắm. Dạ. Ví dụ như trong công việc, nếu như trong công việc thì ví dụ như không quỷ gì anh cứ nói. Dạ. Kể cả trưởng phòng hay là gì anh cũng vẫn nói. Dạ. Tại vì anh thẳng thắn lắm. Dạ, dạ. Rồi hai đứa yêu nhau vậy là tính chừng nào làm đám cưới? Có coi phong thủy hay là có coi bói coi này kia nọ để hợp tuổi hợp ơ không? Dạ. Không, theo em thì cũng không có gọi là phong thủy hay gì, tại vì yêu thì đã yêu rồi, tới thì tới với nhau thôi, chứ giờ lỡ mà coi bói hay gì đó mà không hợp, không lẽ chia tay. Thật chất em có quan niệm là yêu là không có vấn đề mà tuổi tác hay là gì, hay là nhỏ hay lớn. Tại vì khi mà tham gia chương trình em nói là em không quan trọng những vấn đề đó. Quan trọng mình hợp với nhau là được. Dạ. Tôi có dự định chừng nào làm cưới không? Em thì thí dụ như tùy theo bạn nữ, em thì càng sớm càng tốt, chứ về bây giờ về nhà ăn lần em cũng mệt mỏi quá. Càng sớm càng tốt là bao lâu anh? Nói chung thì cuối năm nay, hoặc là nếu như không cuối năm nay được, chắc có lẽ là qua năm sau. Dạ. Hỏi coi người ta chịu không? Hỏi coi em chịu không? Ý em như thế nào? À, thì em cũng nghĩ là nếu mà được tìm hiểu thì khoảng 6 tháng đến 1 năm kết hôn là vừa rồi. Thật ra thì tụi mình tuổi này cũng đã kết hôn, nên kết hôn rồi. Đúng rồi. Dạ. Thật ra tuổi này thì nhanh nhanh để về còn lo gia đình, còn lo cơm áo gạo tiền nữa, chứ đu đưa hoài đâu được. Dạ. Thôi mình bàn luôn con cái coi thích trai con gái luôn đi. Nói chung theo em thì cái đó trời cho thôi. Chứ còn mình đòi hỏi thì cũng, em thì em không quan trọng vấn đề đó. Dạ. Con nào cũng là con của mình, đừng con của người ta được rồi. Rồi, bây giờ bạn trai bước tới nắm tay cô gái, hát một giai điệu nào đó để tạo cảm xúc cho nhau, rồi để mình cùng với cảm xúc, cùng với câu chuyện nãy giờ mình quyết định bấm nút hay không bấm nút. Mời anh trai. Cho anh mượn. Dạ. Em nói chung là em không biết ca, nhưng mà thôi lên chương trình thì em cũng gán. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xò tóc ngồi bên game. Dạ được ạ. Tại vì em đang đau họng. Chỉ cần cái câu mà hồn lỡ xa vào đôi mắt em là đủ rồi, đủ ý nghĩa rồi ha. Đừng có buông tay ra, thử nắm đi. Tiếp tục cảm nhận những cảm xúc của nhau. Bạn nữ sao nè? Dạ thì em cũng đáp lại anh một đoạn thôi. Em không hát không có hay nên là anh cố gắng nghe nha. Cầm đừng tay, có gung em. Cầm đừng tay, tay em nhau, tựa vai nhau, ngồi bên nhau ta say hát ca, tình yêu ta trao nhau mãi không bao giờ phai. Cảm ơn. Được rồi đó. Về chỗ ngồi đi. Bây giờ chúng tôi đã tạo điều kiện cho các bạn trò chuyện với nhau, cùng nghe người thân góp ý và cùng nắm tay nhau, mắt đã nhìn lúc thẳng vào nhau, tim cũng đã có thể đập cùng nhau rồi đó. Bây giờ đã đến phút chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép thật sự trong cuộc đời của mình hay không, có phải là cùng mình nắm tay đi suốt quãng đường còn lại hay không. Quyết định đưa ra là phải chính xác, đúng như con tim mình suy nghĩ nha. Khi bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa em có bấm không vậy? Dạ có mà nó không. Cái nút này kỳ quá, cái nút này quá kỳ rồi. Hồi hộp muốn chết luôn. Tình yêu nó tới mà chút xíu nó buộc đi rồi, thấy không? Thiệt á. Rồi nắm tay nhau đi. Bắt đầu mình đã hẹn hò nhau được. Bây giờ là trước mắt gia đình, mình nói điều gì đi bạn trai? Con trước tiên thì con gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình bác. Thì nói chung là con đến đây với cái mục đích là để tìm một cái gì đó gọi là cho riêng mình lâu dài. Thì hôm nay tụi con có duyên đứng trước đây thì con cũng không xin hứa nhiều, nhưng mà con xin hứa nếu như mà con với bạn có tiến tới hôn nhân
thì con xin hứa sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho gia đình và cho bạn. Con nhớ bạn tên gì không? Em nhớ bạn gái tên gì không? Dung, bạn chung tuổi với mẹ, chung tên với mẹ em mà. Ủa, chung tên mẹ em hả? Dạ. Mẹ anh cũng tên Dung. Rồi, xin với cha cho hôn cái nụ hôn đầu tiên đi cưng. Dạ, con xin phép ba cho con làm thủ tục. Dạ, anh xin phép nha. Đấy. Cảm giác của Dung như giờ thế nào? Dạ, cũng hồi hộp, cũng rung. Hồi hộp. Cảm giác con tim nó có rung động mạnh mạnh không? Hiện tại thì cũng có chút chút. Có chút chút rồi. Dạ. Chúng ta hãy cố gắng nuôi dưỡng cái chút chút đó ha. Cái cảm xúc đó, nuôi dưỡng một chút chút rung động đó. Dạ. Tạo thành những cái nhịp tim để cùng hòa quyện với nhau.